nhìn thoáng qua, vẹn có vẻ giống như những sinh vật khiêm tốn, mặc dù chúng chắc chắn đóng những vai trò quan trọng trong môi trường, chẳng hạn như hoạt động như một bộ lọc. Nhưng có một điều cũng khiến các nhà khoa học tò mò là cơ hay keo giữ con trai lại với nhau và giúp nó dính chặt vào đá, một thứ đặc biệt kỳ diệu là do nước. Thứ khiến sự phát triển của chất kết dính trở nên khó khăn. Còn được gọi là chân, trai có thể tạo ra một loại keo gắn chúng vào đá trong vài phút. Tạo keo bao gồm một quá trình làm cứng các ion kim loại trong nước xung quanh chúng và các protein được tiết ra từ từ tạo thành một chất keo. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã mô hình hóa quá trình này để phát triển một loại vật liệu tổng hợp không chỉ tái tạo chất kết dính này mà còn thực sự mạnh hơn chất kết dính của chai. Keo tổng hợp mô hình hóa cấu trúc protein được sử dụng để tạo ra keo chai thực sự được tìm thấy trong rất nhiều trường hợp khác nhau trong tự nhiên, từ tơ nhện đến cánh côn trùng. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã chuyển sang trình tự cụ thể của các axit amin tạo nên protein. Nhưng thay vì chỉ sao chép cấu trúc, các nhà nghiên cứu chỉ lấy một chuỗi 10 axit amin chỉ từ một trong những protein có trong keo chai và đưa chuỗi này vào một polymer tổng hợp. Hóa học polymer đề cập đến quá trình sản xuất tổng hợp các phân tử, chẳng hạn như protein và cấu trúc axit amin. Bằng cách sử dụng polymer tổng hợp, nhóm nghiên cứu sau đó tập hợp các axit amin song song thay vì thành chuỗi như chúng diễn ra tự nhiên. Để kiểm tra vật liệu mới, các nhà nghiên cứu đã so sánh cách nó với mô keo chai bị dính vào đĩa thủy tinh. Họ phát hiện ra rằng vật liệu tổng hợp có tính kết dính hơn nhiều so với mô chai. Mặc dù mục đích không phải là tạo ra thứ gì đó mạnh hơn keo chai, nhưng đó là một bất ngờ thú vị. Các nhà nghiên cứu hy vọng phương pháp tiếp cận sản xuất phân tử tổng hợp của họ có thể được sử dụng để bắt chước các cấu trúc protein khác cho nhiều mục đích sử dụng, chẳng hạn như chế tạo người máy. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!